Xin chào mọi người, video này là nội dung phần thứ 2 của bộ phim Nguyên Lòng. Mở đầu phim là hai thầy trò nam chính đang bị ngũ đại gia tộc truy đuổi, đôi bên đánh nhau kịch liệt. Vương Thắng lấy thân mình giao thủ cùng với tất cả cao thủ của đối phương và cuối cùng kết liễu toàn bộ. Và hóa ra những cảnh vừa xảy ra bản nãy chỉ là những chuyện hư cấu mà Cao Giao kể cho mấy người đi đường nghe nhằm mục đích lấy tiền của bọn họ mà thôi. Để củng cố thêm lòng tin của bọn họ thì cô nàng còn khoe rằng mình quen biết với Vương Thắng. Tuy nhiên, quen biết với Vương Thắng là chuyện không hề tốt. Những chuyện mà anh ta đã làm ra khiến cho ngũ đại gia tộc tức giận, bọn họ quyết phải truy bắt bằng được. Ngoài ra còn bắt luôn những kẻ có liên quan, cho nên Cao Giao lập tức bị rơi vào tầm ngắm của đám người xung quanh. Nhờ sự luôn lẹo của mình, cô nàng dễ dàng đánh lừa bọn họ rồi tẩu thoát. Trong lúc chạy trốn vào con hẻm thì vô tình gặp lại Vương Thắng. Cô không ngờ anh có thể thoát được thiên tuyệt địa. Hai thầy trò gặp lại chưa được bao lâu thì đã có ba gã sát thủ xuất hiện. Biết Vương Thắng mới từ cửa tử về, trên người chắc chắn có nhiều vật quý giá nên bọn chúng muốn cướp. Thấy vậy, nam chính liền sử dụng một miếng thịt của Thiên Huyễn Độc Nhiệm Tứ Trọng Cảnh ra trao đổi. Tên cầm đầu nhận được thịt nhưng vẫn không chịu tha, hắn kêu hai tên tiểu đệ lên tấn công. Trước đó chỉ đánh với yêu thú nên lần này anh muốn nhân cơ hội dùng đám người này thử sức mạnh một phen. Một tên lao lên lập tức bị Vương Thắng hút đấu khí, gã ta sợ hãi bật dậy ra ngoài. Lần này hai tên cùng lên nhưng cũng không khá hơn, buộc lòng gã cầm đầu phải ra tay. Trong lúc giao thủ, Vương Thắng vô tình làm vỡ chậu hoa của Thiết Trùy, kẻ có thân hình to con và vô cùng hung bạo. Biết được Vương Thắng là hung thủ, hắn lập tức truy đuổi. Phim chuyển cảnh đến một nơi khác, người thanh niên này là Thiếu Động Chủ, em gái Loli này là Sảo Nhi. Lúc này cô nàng đang nghiên cứu những vật dụng vũ khí, nhiệm vụ của lần này là các vỏ đạn của Vương Thắng. Đột nhiên căn phòng rung lắc dữ dội, Thiết Trùy truy đuổi nam chính đến tận phủ của bọn họ. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Thắng và Thiết Trùy làm hai người bọn họ ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Mái nhà cũng bị đánh thủng rồi, tên Thiết Trùy đó tiện đường đi còn đập nát thêm một vài thứ. Cuối cùng Vương Thắng cũng cắt đuôi được hắn ta, chỉ là trò chơi trốn tìm này vẫn chưa thực sự kết thúc. Thiết Trùy tức giận lục soát từng người một, nhìn thấy ba tánh bị hắn đối xử thô bạo nên Vương Thắng liền lên tiếng dụ hắn đuổi theo. Ở nơi này quá đông đúc, không thể xuất thủ được, cho nên phải đưa hắn đến nơi vắng vẻ rồi mới ra tay. Trong lúc chạy trốn, Vương Thắng vô tình đụng phải một cô gái đang đứng sát vách núi, thế là cả hai rơi xuống. Vương Thắng cũng vì thế mà có cơ hội giải cứu mỹ nhân. Nhưng còn chưa kịp hỏi tên tuổi để làm quen, thì Thiết Trùy cũng đã nhảy xuống tiếp tục truy đuổi. Anh cố tình chạy sâu vào rừng, vừa cắt đuôi được hắn thì lại có một nhóm khác xuất hiện. Bọn chúng hiển nhiên là nhóm người chuyên chặn đường cướp của. Đúng lúc cả đám định lao lên thì A Thất xuất hiện. A Thất là một sát thủ cao cấp, hơn nữa nàng ta và Vương Thắng còn quen biết. Biết được điều này, đám người kia liền ngắn ngầm bỏ chạy giữ mạng. Vương Thắng chưa kịp chào hỏi thì nàng ta đã rời đi. Đúng lúc này Cao Giao cũng chạy tới. Vì cái bụng của mình đang đói cồn cào, nên Cao Giao đã đưa anh ta về căn nhà mình mới mua ở ven hồ để ăn uống. Căn nhà này chính là dùng số tiền trước đó đã bán bảo an đường để mua. Cao Giao xuống bếp chỗ tay nấu nướng, Vương Thắng thì leo lên gác mái nhìn về Vô U Thành, nơi mà sắp tới anh sẽ sinh sống. Rất nhanh, Cao Giao cũng đã nấu xong mấy bát mì, hai người thầy trò vừa ăn vừa nói chuyện. Cao Giao giảng giải về Vô U Thành cho anh nắm rõ. Nơi đó nằm cạnh thiên tuyệt địa, toàn bộ địa hình được bao bọc bởi những ngọn núi một cách hoàn mỹ, dễ thủ, khó công. Cũng chính vì thế mà nơi đó đã trở thành một thế lực mạnh ngoài ngũ đại gia tộc. Quy tắc nơi đó đặt ra là trong thành không được đánh nhau, ngoài thành không được giết người. Tuy rất an toàn nhưng bên trong đều là cao thủ thâm sâu khó lường. Không được phép, tuyệt đối không nên tự xông vào thành, nếu không sẽ bốc hơi khỏi nhân gian ngay lập tức. Muốn vào trong nội thành thì bắt buộc phải là sát thủ cao cấp. Nhưng trước tiên, anh cần phải đăng ký thân phận sát thủ trước. Ăn xong lần lượt cả 5 tô mì, Vương Thắng vẫn cảm thấy không đủ. Cao Giao lập tức chạy đi làm thêm. Bao nhiêu mì mang ra đều bị Vương Thắng ăn sạch bấy nhiêu. Từ ngày thao thiết thăng cấp thì khả năng ăn của anh đã trở nên bất diệt. Cao Giao nhìn những cái bát chất tầng tầng lớp lớp đó mà thở dài. Đó là nửa gia tài tích góp bấy lâu nay của cô đó. Nếu ở nơi khác thì không nói, nhưng ở Vô U Thành này, giá thực phẩm cao gấp 10 lần ở bên ngoài. Vô U Thành thuế cao, giá cả tất nhiên cũng lớn hơn. Nếu không làm như vậy thì thành chủ Vô U Thành sao lại muốn bảo vệ bọn họ? Ba tánh ở nơi này chỉ có hai sự lựa chọn. Một là thuận theo cuộc sống giá cả tăng cao, hai là trở về thế giới trước kia chấp nhận bị trừng phạt. Cao Giao cũng thành thật khai nhận với sư phụ mình đã bán tiệm thuốc của anh để làm lộ phí đi tới Vô U Thành. Số tiền còn dư dành để mua căn nhà này đợi anh về ở. Vương Thắng không trách móc đồ nhì mà còn dặn dò. Sau này có chuyện gì thì đừng giấu giếm,
nếu không anh sẽ rất lo. Ở thế giới này, anh hoàn toàn không có nhiều bằng hữu. Câu nói đó khiến Cao Dao vô cùng xúc động. Ngoài trừ chiến hữu đã chết của cô nàng từng nói ra, thì đã rất lâu rồi nàng chưa được nghe lại nó. Ở nơi khác, có lẽ là thiên tuyệt địa, Tống Nhiệm vẫn còn sống và được sự giúp đỡ của một kẻ lạ mặt nào đó. Sau khi ăn uống no nê, hai thầy trò đi tới nơi đăng ký sát thủ. Bên trong có một cột công cáo đặt giữa đại sảnh, tất cả nhiệm vụ đều hiện ra trên đó. Người mới đăng ký phải trải qua 3 lần kiểm tra, nội dung kiểm tra là ngẫu nhiên. Tại đây, Vương Thắng gặp lại cô gái cùng rơi xuống vực hôm trước. Nàng ta tên là Tường Vì, cũng là người phát thẻ, đăng ký cũng tìm nàng ta. Vương Thắng biết lễ nghi nên chào hỏi trước, cô nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi vào vấn đề chính. Trước khi đến, Cao Dao có nhắc nhở Vương Thắng hãy lấy tên khác để tránh người khác nhận ra mình. Vậy nên, anh liền đăng ký với tên mới là Độc Lang. Hoàn thành thủ tục đăng ký, vừa mới bắt đầu, Vương Thắng ngay lập tức bị nhóm sát thủ tấn công anh. Nhiệm vụ lần này có lẽ là tìm cách sống sót trong thời gian quy định, nên anh tìm cách bỏ chạy để câu giờ. Lúc này, phòng của thiếu đông chủ đã được sửa chữa lại, nhưng vừa mới nói xong thì Vương Thắng lần nữa từ nóc nhà rơi xuống. Lần thứ hai gặp mặt, anh chỉ còn cách xin lỗi rồi chạy đi. Thời gian một nén nhang đã qua đi, Vương Thắng vẫn còn sống sót. Bài kiểm tra thứ nhất coi như là thông qua. Bỗng dưng một tên sát thủ kề thanh kiếm vào cổ Cao Dao uy hiếp. Bài kiểm tra thứ hai là giết một người. Anh tự sát hay Cao Dao sẽ bị giết. Nghe vậy Vương Thắng vẫn vô cùng thản nhiên. Anh lập tức cầm lấy thẻ bài ở trên bàn ném vào mặt gã sát thủ. Rõ ràng là Vô U Thành không cho phép giết người. Cho nên bài thử lần này chỉ là một bài kiểm tra phán đoán. Đương nhiên là Vương Thắng thông qua. Nhưng khảo nghiệm thứ ba thì độ khó tăng lên đáng kể. Trong thời gian 2 ngày phải tìm ra lão đại của mấy tên sát thủ hôm qua. Đồng thời lấy được ngọc bội trên người hắn. Đối với việc điều tra tin tức thì Cao Dao chính là cao thủ truy tung. Cho nên cô nàng lập tức được Vương Thắng giao cho nhiệm vụ điều tra này. Đến tối, Cao Dao đã điều tra xong. Người cầm đầu 3 tên sát thủ được gọi là Tần Nhị Gia của Phiên Hương Lầu. Hơn nữa, ngày mai Tần Nhị Gia còn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sẽ đi ngang qua chợ bán thức ăn. Cao Dao định bụng sẽ nhân lúc hắn đi qua nơi khu phố sầm uất để ra tay. Chỉ là Vương Thắng lại không quan tâm. Trước mắt anh phải đi vào thiên tuyệt địa để làm mồi chuyện. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò đồ đệ tiếp tục theo dõi bọn chúng. Nhiều lần bị Vương Thắng làm hỏng phòng, vậy nhưng thiếu đông chủ vẫn không truy cứu. Lý do là bởi vì anh ta đã biết được thân phận của Vương Thắng. Qua ngày hôm sau, Vương Thắng âm thầm theo dõi Tần Nhị Gia và đám thủ hạ. Mục đích của lão có vẻ như không phải ai đó mà là đang quan sát chuyện làm ăn. Thấy bọn chúng đi vào tù lâu, anh liền đến bắt chuyện với gã bán thịt. Thân hình của hắn vô cùng to con và hùng dữ. Vương Thắng không vòng vo thêm nên liền vào thẳng vấn đề. Nơi đây chỉ một mình lão bán thịt. Ngay cả Tần Nhị Gia cũng phải nhìn sắc mặt của lão. Cho nên lão ta chắc chắn là lão đại của mấy tên sát thủ kia. 2 ngày liên tục, trong 3 tên sát thủ có 2 tên có ghé qua quầy thịt của hắn. Hơn nữa, giá tiền nơi này không hề rẻ. Một thành khép kín, bởi vì các ngành nghề đều bị kiềm chế bởi nguyên vật liệu. Khống chế các loại nguyên vật liệu là có thể khống chế giá hàng. Nói chúng tim đen hắn, vậy nên Vương Thắng liền đi vào thẳng vấn đề. Anh tới đây là để lấy ngọc bội, đổi lại thì anh thản nhiên đưa ra một bát cơm nóng hổi. Tên đó vừa cắn một miếng đã bay lên 9 tầng mây. Biết được mình đã khiến lão chú ý nên Vương Thắng lập tức muốn trao đổi bằng việc hợp tác. Cuối cùng thì cũng dễ dàng lấy được ngọc bội thông qua bài kiểm tra cuối cùng. Giờ đây anh đã trở thành sát thủ chính thức của Vô U Thành. Tuy nhiên muốn vào được nội thành thì lại phải trở thành cao cấp sát thủ. Dựa theo tiến độ thì còn khá lâu nữa. Không thể chờ đợi thêm, anh lập tức lấy ra một đống lệnh bài sát thủ đã thu thập được. Dựa theo quy củ, lấy được thẻ sát thủ của người khác thì có thể kế thừa điểm số trên thẻ bài. Nhờ vào đống thẻ bài này mà anh đã trực tiếp được thăng lên làm sát thủ ngân bài cấp 3. Nhìn thấy Tường Vi tinh thông tính toán nên Vương Thắng lập tức ngỏ ý mời cô nàng về làm trợ lý riêng. Anh không có gì để đặt cọc nên anh phải lấy ra một thứ giống như viên đạn. Thứ này có thể đánh lui địch giữ mạng, lại không làm nguy hiểm tính mạng tới người khác.